Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia MI. Thế thì tại sao cái thạch sông ro Zamibibi này nó lại có thể cải thiện tình trạng biếng ăn của trẻ? Thì đầu tiên trong thành phần của sản phẩm là có axit amin lysine. Thì lysine thì là một trong những axit amin thiết yếu, đóng một vai trò rất là quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Lysine thì kích thích vị giác, giúp cho trẻ ăn ngon miệng hơn. Khi thiếu lysine thì các cháu không những biếng ăn mà lại còn chậm lớn, chậm phát triển chiều cao, bởi vì lysine là một trong axit amin rất là quan trọng tham gia vào quá trình vận chuyển hấp thu canxi. Cho nên là khi mà chúng ta bổ sung lysine thì không những là các cháu ăn ngon miệng hơn mà các cháu còn có phát triển chiều cao tốt, bởi vì nó tăng cường hấp thu được canxi. Và đã là axit amin thiết yếu thì đương nhiên là cơ thể của chúng ta không tự tổng hợp được, nó bắt buộc phải đưa từ bên ngoài vào. Mà những trẻ đã biếng ăn rồi thì chúng ta qua được ăn uống sẽ rất là khó. Chính vì vậy mà chúng ta tìm những cái sản phẩm bổ sung mà có chứa lysine thì đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cái thành phần thứ hai ở trong sản phẩm này đó là cái chiết xuất quả cherry. Thì chúng ta biết là quả cherry là một trong những cái quả mà rất giàu các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là hàm lượng vitamin A, hàm lượng vitamin C trong lysine trong quả cherry rất là cao, có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Đấy, vitamin C thì chúng ta biết rồi là một chất chống oxy hóa và có sức tăng cường sức đề kháng cho trẻ rất là tốt. Chính vì vậy mà cái chiết xuất cái quả này, ngoài cái thành phần hai cái vitamin rất là quan trọng là vitamin A và vitamin C ra, thì trong quả cherry còn chứa một loạt các cái vitamin và khoáng chất khác nữa, ví dụ như vitamin nhóm B, cũng có tác dụng rất tốt cho cái vấn đề kích thích sự ăn ngon miệng của trẻ. Và một cái thành phần mà các bé của chúng ta rất hay thiếu, đặc biệt với những cái trẻ biếng ăn, đó chính là kẽm. Kẽm là một cái vi chất dinh dưỡng hết sức quan trọng. Nó tham gia vào hơn 300 các enzyme chuyển hóa trong cơ thể, kích thích vị giác, giúp cho trẻ ăn ngon miệng, và đồng thời kẽm cũng giúp cho trẻ phát triển chiều cao. Và kẽm còn là một trong những vi chất dinh dưỡng rất là quan trọng tham gia vào cái hệ miễn dịch cho trẻ. Cho nên là khi thiếu kẽm thì em bé của chúng ta cũng rất hay ốm đau, và thứ hai nữa là chậm phát triển chiều cao, ảnh hưởng đến giấc ngủ, và đặc biệt là sự ăn ngon miệng sẽ giảm đi rất là nhiều. Và cái tỷ lệ thiếu kẽm ở trẻ em Việt Nam của chúng ta rất là cao. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng thì hiện nay hơn 70% trẻ em của chúng ta là thiếu kẽm. Cho nên tôi nghĩ đây là một trong những vi chất dinh dưỡng hết sức thiết yếu mà chúng ta cần phải bổ sung vào ngoài cái chế độ ăn hàng ngày, chúng ta không thể cung cấp đủ được cho bé. Nhưng một cái thành phần nổi bật trong cái sản phẩm này đó chính là chiết xuất rong nho. Thì chúng ta biết rồi, rong nho là một trong những cái thực phẩm mà rất giàu các cái chất dinh dưỡng, chứa đầy đủ các cái axit amin thiết yếu và các vitamin và khoáng chất. Đặc biệt ở trong rong nho thì hàm lượng các axit amin thiết yếu như là lysine cũng rất là cao. Ngoài ra nó còn chứa một loạt các cái khoáng chất khác như magie, canxi, sắt, kẽm, cho nên có tác dụng tăng cường sức đề kháng của cơ thể cũng như là giúp cho trẻ phát triển tối đa về mặt chiều cao. Và đặc biệt trong thành phần của rong nho thì chúng ta được biết là hàm lượng chất xơ cũng cao, được coi như là một cái, người Nhật Bản người ta coi rong nho như là một cái món ăn thay thế cho ăn rau. Bởi vì nó vẫn giàu các vitamin và khoáng chất nhưng đồng thời lại rất là giàu chất xơ, cho nên giúp cho cái hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động tốt hơn, tránh được cái tình trạng táo bón ở trẻ. Mà chúng ta đều biết là hiện nay phần lớn các cái cháu bé của chúng ta thì rất là lười ăn rau, cho nên là cái sản phẩm này cũng có là thể là một cái nguồn bổ sung chất xơ rất là quan trọng trong cái bữa ăn hàng ngày của trẻ. Khi mà cháu biếng ăn do nguyên nhân là do thiếu các cái dưỡng chất, nhất là thiếu kẽm, thiếu lysine, thiếu các cái thành phần vitamin và khoáng chất, thì việc bổ sung thêm những cái dưỡng chất này trong cái sản phẩm thạch rong nho Zambi là rất là quan trọng. Và khi các bạn dùng thêm cái sản phẩm này kết hợp với một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý thì chắc chắn là sẽ cải thiện rất tốt cái tình trạng biếng ăn của trẻ. Bởi vì trong cái thành phần rong nho này thì ngoài những cái thành phần như tôi kể trên thì cái yếu tố quan trọng nhất ở đây là chứa các axit amin thiết yếu, chứa các cái khoáng chất như là sắt, kẽm, magie, các vitamin và thiết yếu để vừa có tác dụng tăng cường sức đề kháng của trẻ. Và một trong những cái vi chất dinh dưỡng mà trong những thức ăn khác rất là hiếm gặp đó chính là iốt. Thì chúng ta được biết là iốt là một cái thành phần rất nhiều trong rong nho. Iốt là một cái vi chất quan trọng tham gia vào hoạt động của hình thành hormone tuyến giáp, và nếu như thiếu iốt thì em bé của chúng ta sẽ chậm phát triển về trí tuệ. Thế cho nên đây là một cái sản phẩm mà vừa cung cấp những axit amin thiết yếu giúp cho trẻ ăn ngon miệng, vừa cung cấp những cái khoáng chất cần thiết, vừa cung cấp những cái vi chất mà giúp tăng cường sức đề kháng cũng như là phát triển trí thông minh của trẻ. Cho nên là tôi nghĩ là các mẹ của chúng ta, bên cạnh cái việc mà chúng ta thay đổi lại cái chế độ dinh dưỡng cho nó hợp lý, ví dụ như là chúng ta ăn đủ cân bằng các cái nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất đường, chất béo, các vitamin và khoáng chất, cho trẻ ăn đúng giờ, không cho trẻ ăn vặt, rồi cho trẻ ngủ nghỉ đúng giờ giấc, thì chúng ta nên kết hợp thêm những cái sản phẩm mà có bổ sung thêm những dưỡng chất. Thạch song nho Zamibibi là một trong những cái sản phẩm mà có thể giúp cho các bà mẹ của chúng ta cải thiện được tình trạng biếng ăn hay ốm vặt ở trẻ, giúp cho trẻ có một cái sức đề kháng tốt
và phát triển cao lớn khỏe mạnh. Linh để ý là các ông bố bà mẹ Nhật rất hay dùng những thực phẩm bổ sung hỗ trợ quá trình tiêu hóa giúp cho con được tốt hơn. Từ đó thì sẽ giúp cho các bé có hứng thú trong việc ăn uống hơn. Linh cũng đã tìm hiểu rất là kỹ rồi và sau một quá trình kinh qua 7749 các loại thực phẩm bổ sung cho con thì hiện tại mình cảm thấy rất là hài lòng và ưng ý với sản phẩm thạch rau nho Jambi BB. Đặc điểm nổi bật của sản phẩm rong nho Jambi BB đó là nó được bào chế dưới dạng thạch, mà thạch thì trẻ con nó rất là thích rồi. Hương vị thì thơm ngon, dễ dùng, được đóng gói thành từng những gói nhỏ dạng stick như thế này. Một hộp này thì sẽ có 15 gói các bố mẹ ạ, và rất là tiện dụng để mang theo mọi lúc mọi nơi, như là đi chơi, đi dã ngoại, đi du lịch. Một ngày thì các bạn sẽ được bố mẹ cho ăn 2 đến 3 gói, và sau khi ăn 30 phút để các con có thể tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. Trộm vía là từ ngày mà Gabon nhà Linh sử dụng sản phẩm này thì mình thấy là con ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, tăng cân đều, chiều cao thì đạt chuẩn, học hành thì cũng hào hứng và vui vẻ. Vì vậy mà mẹ Linh cảm thấy rất là yên tâm và rất là mừng. Vì là Gabon nhà Linh rất hâm mộ thạch rong nho Jambi BB nên là Linh sẽ tiếp tục duy trì sử dụng sản phẩm này cho hai bạn hàng ngày. Bây giờ đang là thời điểm vàng để các bạn đi phát triển về chiều cao, cân nặng, trí tuệ và hấp thu dinh dưỡng, cho nên là mình sẽ đầu tư để sử dụng sản phẩm này cho Gabon. Các bố mẹ hãy yên tâm là với những em bé gọi là biếng ăn, kém ăn rồi gọi là hơi còi một chút, với thạch rong nho Jambi BB, tất cả những tình trạng đó sẽ được cải thiện, bé sẽ ăn ngon, ngủ ngon, phát triển tốt hệ tiêu hóa và đặc biệt là tăng sức đề kháng. Các bố mẹ có thể lựa chọn sản phẩm này bằng việc là kích vào đường link ở phía dưới để có thể có thêm một sản phẩm chất lượng và uy tín chăm sóc sức khỏe cho các con của mình. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.